xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hit Hà Drama. Hiện tại thì chị May đang đi chơi Vivu ở đâu đó và drama thì cứ update liên tục, cho nên hôm nay mình sẽ tạm thời thay thế chị May update những thông tin mới nhất trong cái drama tình cảm đầy xôn xao giữa bộ ba Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và Ai Nguy. Nào hãy cùng mình bắt đầu Hit Hà Drama. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào những drama mới nhất thì hãy cùng mình điểm lại những thông tin về cái ồn ào tình cảm này đã nhé. Đầu tiên là vào khoảng cuối tháng 8 năm 2018, khi cư dân mạng bắt đầu truyền tay nhau về mối nghi ngờ rằng mối tình đẹp 10 năm của cặp đôi Cát Phượng Kiều Minh Tuấn có dấu hiệu đổ vỡ. Và rất nhanh chóng thì sự suy đoán của cộng đồng mạng đã chĩa mũi dùi vào Ai Nguy, cô bị cho là người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên về phía Cát Phượng, cô vẫn một mực khẳng định là giữa cô và Kiều Minh Tuấn hoàn toàn bình thường. Cô khẳng định đó chỉ là tin lá cải và Ai Nguy không có tội. Đừng nghe những lời tào lao mà trách cô ấy. Tưởng chừng như mọi chuyện thì chỉ dừng lại ở mức đồn thổi của cư dân mạng và dăm ba cái báo lá cải câu view giả tích. Nhưng mà không, diễn biến tiếp theo của chuyện tình này quá thật là như lời đồn. Trong một video phỏng vấn thì Ai Nguy khóc lóc Kiều Minh Tuấn thì mặt đầy tâm trạng, ngầm thừa nhận lời đồn quá nhiên là có thật, khiến cho cộng đồng mạng lại thêm một phen dậy sóng. Tuy nhiên cũng vào lúc này thì một đoạn tin nhắn bất ngờ xuất hiện với nội dung đặt nghi vấn Cát Phượng chính là người đứng sau dàn dựng mọi lùm xùm này. Nữ diễn viên cũng đã nhanh chóng đáp trả lại: thông tin này là hoàn toàn sai sự thật. Phim này các tôi không hề hùn hạp gì và tôi cũng không biết gì về chuyện phỏng vấn. Tôi chỉ cho ngày cho báo chí phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và Ai Nguy thôi. Chấm hết. Sau khi bộ phim được công chiếu thì đến giữa tháng 10, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn lại có động thái gặp mặt báo chí, lên tiếng xin lỗi ekip làm phim, chú ơi đừng lấy mẹ con, xin lỗi khán giả một lần nữa. Cát Phượng cho biết lý do im lặng là vì không muốn làm mọi chuyện trở nên quá ồn ào khi phim đang công chiếu, khiến cho công chúng nghĩ rằng cô và Kiều Minh Tuấn đang cố tình PR cho dự án này. Riêng Kiều Minh Tuấn, anh cũng gửi lời xin lỗi vì để những cảm xúc bộc phát của mình làm ảnh hưởng đến bộ phim. Cát Phượng khẳng định sau mọi chuyện tôi nghĩ rằng mình phải yêu anh Tuấn nhiều hơn, thời gian qua nhiều chuyện đã đẩy chúng tôi ra xa và hiện tại tôi thấy yêu anh Tuấn như lúc ban đầu. Tức là chồng chị đi đóng phim, sau đó phim giả tình thật, sau đó hai người đưa nhau lên báo rùm beng là sống với tình yêu, sau đó thì chị bỏ qua và chị vẫn yêu chồng chị như lúc ban đầu. Tuy nhiên ba anh chị yêu đương như thế nào thì không biết, nhưng mà bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con lỗ sấp mặt là có thật. Trước động thái quyết liệt của nhà sản xuất Dung Bình Dương sẽ khởi kiện Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên đã tới gặp mặt xin lỗi và hoàn trả lại 900 triệu đồng tiền cát xê. Còn về phía Ai Nguy, lần đầu cô đối diện với sự việc này thông qua một chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân rất là dài. Và càng bất ngờ hơn khi mà Ai Nguy bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp đoạn tin nhắn được cho là Cát Phượng gửi cho cô để dàn dựng về ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Trong đoạn tin nhắn qua lại được đặt tên nhóm là Mẹ Tuệ Tim, Mẹ Tuệ là phim do Cát Phượng đầu tư sản xuất. Có thể thấy thì tài khoản được cho là của Cát Phượng đã chat những nội dung nhằm mang lại sức nóng cho bộ phim và tin tưởng câu chuyện sẽ thành công. Ngoài việc công khai đoạn tin nhắn thì Ai Nguy còn dành một dòng trạng thái rất là dài để nói về sự việc. Theo đó, nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến khán giả vì mọi ồn ào trong thời gian qua và hy vọng những gì cô chia sẻ sẽ làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng công chúng, cũng là để khép lại ồn ào tình cảm không hay với Kiều Minh Tuấn. Cô khẳng định những chia sẻ của mình lần này nhằm khẳng định nhà sản xuất Chú ơi đừng lấy mẹ con hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện PR bẩn mà họ mang tiếng trước đó. Ai Nguy thừa nhận là mình đã nảy sinh tình cảm với Kiều Minh Tuấn trong quá trình làm việc chung. Ai Nguy cho hay Cát Phượng muốn cô và Kiều Minh Tuấn trả lời báo chí rằng chuyện xảy ra trong thời gian hợp tác chung chỉ là để PR phim chứ cả hai không có tình cảm thực sự. Tuy nhiên Ai Nguy khẳng định là đã bắt buộc phải nói thì mình sẽ nói sự thật. Dù biết là nói ra sẽ gặp phải phản ứng của khán giả, nhưng mà mình sai thì mình chịu. Hơn nữa mình cũng không muốn lừa dối khán giả. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ ekip làm phim vì việc cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể. Ai Nguy cho biết thêm, sau bài phỏng vấn thì mình được biết chị Cát Phượng từ đầu đã có ý định truyền thông rằng chị và anh Tuấn có rạn nứt. Đó là lý do vì sao Facebook của chị Phượng liên tục cập nhật những trạng thái đau buồn. Vì sao mình không được rõ và cũng không muốn suy đoán. Chỉ có điều chị Phượng muốn mọi chuyện dừng lại ở việc úp mở, không rõ ràng. Và việc mình trả lời sự thật đã đi ngược lại với mong muốn của chị. Dù biết là nói ra sự thật sẽ gặp phải phản ứng của khán giả, nhưng mà mình sai, mình chịu. Và hơn hết, mình không muốn lừa dối khán giả thêm nữa. Mình chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ ekip làm phim vì việc cá nhân đã ảnh hưởng đến tập thể. Còn về phía Cát Phượng, rất nhanh chị đã bật khóc nức nở và khẳng định đó là những tin nhắn giả mạo. Theo Cát Phượng, hiện tại Kiều Minh Tuấn vẫn chưa hề hay biết về chia sẻ gây xôn xao của Ai Nguy. Còn về phía bản thân, lúc biết tin, chân tay Cát Phượng đã bủng rủng lạnh ngắt vì tức giận. Tôi chưa bao giờ nhắn tin cho Ai Nguy. Nếu tôi có nhắn thì tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử và không được nhìn thấy mặt Bon nữa. Tôi thì đọc như vậy để mọi người biết là tôi không hề nhắn. Tôi không phải con điên. Phim này tôi không phải nhà sản xuất hay đạo diễn. Và nếu có thì tôi cũng không bao giờ làm trò này. Riêng chuyện Kiều Minh Tuấn nảy sinh tình cảm với Ai Nguy, Cát Phượng cho hay. Tôi luôn tin tưởng Tuấn cho nên trong suốt thời gian quay phim, tôi chưa từng đến phim trường. Tôi cũng không hỏi Tuấn khi mà có vài tin đồn. Tôi nghĩ Tuấn là người khó rung động.
tôi chỉ đối diện chất vấn với Tuấn khi mà có vài bài báo đăng tải về hai người. Hiện tại cộng đồng mạng đang chia làm hai phe. Một phe thì tin rằng An Nguy là người bị hại và Cát Phượng quá là nguy hiểm khi là trùm cuối đứng sau toàn bộ vụ việc này, nhưng mà lại tỏ ra mình là người bị hại đáng thương. Cộng đồng mạng cho rằng tất nhiên là chị dám thề độc không gửi tin nhắn cho An Nguy, vì rõ ràng chị gửi trong nhóm chat của mình cơ mà. Ekip của chị có người phản game thôi. Cư dân mạng còn bóc mẻ lời nói của Cát Phượng thiếu logic khi mà chị nói là chưa bao giờ gặp mặt An Nguy. Nhưng mà trong bài phỏng vấn trước thì chị lại hết lời khen ngợi An Nguy và có nhắc anh rất là dễ thương. Nhìn thấy chị từ xa thì chào rất là lễ phép. Phe còn lại thì lại tin tưởng vào nhân phẩm của Cát Phượng, bởi trong suốt mấy chục năm qua chị chưa hề gặp phải một điều tiếng gì và cũng nhận được rất nhiều sự tin tưởng của đồng nghiệp. Và mình nghĩ là drama này sẽ còn kéo dài liên tục và rất là nhiều diễn biến mới hấp dẫn trong những tập sắp tới. Các bạn nhớ chú ý theo dõi Hít Hà Drama, tại vì tụi mình sẽ còn update liên tục. Mình không biết là cái drama này nó sẽ ảnh hưởng tới đâu và gây ra những tiếng tâm như thế nào, nhưng mà tạm thời đã có hai nhân vật trong showbiz dính chưởng rồi. Đầu tiên là Bích Phương, vừa ra MV Chị Ngã Em Nâng thì bây giờ đã có một cái MV Chị Đẩy Em Xô rồi. Và người thứ hai không ai khác chính là Jibu. Vâng, mình nghĩ là các bạn comment phía dưới Cát Phượng thì ghi là Cát Phượng, đừng có ghê CP nữa mà Jibu lại tưởng là Jibu bây giờ. Và drama hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những Hít Hà Drama lần sau. Bye bye.